chưa quay em nữa. Ở đây là ở đâu ta? Ở đây là thuộc thuộc xã IAK chứ bãi Gia La, chứ bãi Gia La gần Gia Lý, giáp Gia Lý. Cho anh hỏi vườn này là bao nhiêu cây giống gì, bao nhiêu năm và đây dòng BB260 năm 2004 trồng, 2004 2005, tầm khoảng 14 năm, 2003 2004 2005 3 năm, trồng 3 năm. Cái vườn này ấp khí tổng cộng bao nhiêu cây em nhỉ? Vườn này ấp khí 1.500 cây em. Thì cái ở đây là cái em dùng ấp khí và em dùng máng để hứng mủ, em thấy hiệu quả không? Dạ, cái này thì nó nhanh. Cái chi phí cho một cái công mà làm như thế này khoảng bao lâu, bao nhiêu tiền? Cái này, cái máng này thực sự là tận dụng, còn nếu mà mua nó thì khoảng tầm 800 đến 1.000 một miếng. Còn công nó bấm nhanh, bấm này thì nếu mà quen bấm nhanh thì nó khoảng tầm đi tầm 10 cái ghim thì bấm khoảng tầm chưa tới 1 phút là một cây xong rồi. Còn sau đấy gia cố cho keo vô hết. Cái này là sử dụng cái gia tái sinh. Dạ. Tái sinh mình sinh được, nhưng mà muốn keo dùng coi lượng mủ bên gia tái sinh, mình giá một thấp mình muốn dùng tái sinh thì thứ nhất mình tận dụng lại cái lượng cái gia tái sinh, thứ hai đợi mủ giá một cao mình lên gia nguyên sinh lấy lượng mủ nó đạt hơn nữa. Cho anh hỏi là cái sản lượng sinh gia tái sinh này nó đạt như thế nào so với cạo truyền thống? Dạ, sản lượng này thì nó bằng tương đương với là cạo D2 của cạo truyền thống, và nó sẽ cao hơn ở cái phần mình tận thu mủ, nó cao khoảng tầm được 20 đến tầm 30%, tăng thêm 20-30% cái tổng sản lượng của mình là cái lượng mủ bằng mủ nước, nhưng mà lại vượt trội với cái lượng mủ tận thu. Thì em thấy cái vùng da sau khi khai thác thì nó so sánh như thế nào so với cạo truyền thống? Cái vùng da thì kiểm tra rồi thì em qua kiểm tra, qua thời gian thực hiện mình kiểm tra thì khu vực mình lấy thì kiểm tra mủ là vẫn bình thường, tuyến mủ vẫn còn chứ không có bị ảnh hưởng gì. Đây, vùng da sau khi khai thác và kiểm tra tuyến mủ thì nó vẫn đạt được mủ bình thường. Dạ. Sau khai thác thì tuyến mủ vẫn bình thường, lượng mủ ok. Cái này có thể nói được. Vừa cái công thì em thấy sao? Công thì nó giảm thời gian nhiều, vì bình thường cạo tay mình cạo truyền thống có 500 cây thì mất phải tầm 2 tiếng rưỡi 3 tiếng, đó là cạo thực tế. Còn cạo nhanh thì cũng giảm hơn một tí, nhưng mà đua vít khoan thì mình nhanh hơn nhiều, khoan hơn nên mình khoảng tầm 45 đến tầm 70 phút, chưa tới, có khi chưa tới 1 tiếng. Nếu mà đi nhanh ai chân nhanh đi nhanh thì nó khoảng tầm 1 tiếng, khoảng một phần khoảng 60 phút là một phần trung bình, là 500 cây trong vòng 1 tiếng. Yeah. Và nếu cộng thêm cái công mà bơm khí đóng nắp cháp thì nó như thế nào so với cạo? À, cái cộng cái công thì mình giảm công, nên mình tính ra cái công, cái thời gian mình thì mình chỉ một tháng rưỡi mình thay chóp một lần với cái bơm khí, thì mình, cái công của nó thì mình tính ra cái công nó mình cộng thêm ba công trong một tháng thì vẫn không có ảnh hưởng. Mình nếu biết cách làm theo quỹ thời gian thì mình tận dụng nó cũng ok. Cái công bơm khí khoảng bao nhiêu, 500 cây bao nhiêu lâu? Bơm khí nó khoảng tầm 500 cây khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Còn cái công về nắp chóp? Giờ nắp chóp thì khoảng tầm mà mình khoảng tầm chóp thì nó khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Thì tính chung luôn cái thời gian cả bơm khí với tấm nắp chóp so với cạo truyền thống thì mình tính quy ra, mình tính sơ sơ nó vẫn lợi thế hơn nhiều, mà vẫn nhanh hơn nhiều, mình lợi công nhiều hơn. Với thứ hai mình không phải đêm hôm, thì cái quỹ thời gian mình, ví dụ mình một tháng mình bỏ ra bao nhiêu ngày đó, ví dụ ba đến bốn ngày để mình làm những việc đó, thì vẫn lợi hơn là mình đi cạo truyền thống. Thì cạo truyền thống thì vừa đêm hôm mà lại ban ngày nữa, quỹ thời gian mình mất nhiều hơn nhiều. Cái này mình biết cách làm thì tầm buổi chiều mình đi làm, sáng dậy sớm một chút, thì trong quỹ thời gian từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng sớm đến tầm buổi chiều đó thì mình đi làm cà phê cao su, cà phê hoặc tiêu điều thì mình đều trồng được thoải mái hết, để mình chăm sóc được hết, là mình có thể trồng nhiều loại cây, mình có chăm sóc nhiều loại cây một lúc được, kinh doanh buôn bán còn được. Là cái thời gian người ta nghỉ thì mình đi làm 4-5 giờ chiều, mình tranh thủ mình làm một tí. Buổi sáng chịu khó dậy sớm hơn một tí, tầm 5 rưỡi 6 giờ mình dậy ăn cơm ăn nước vô mình làm thôi, là tầm 8 rưỡi là mình là có mụ về nhà, về tới nhé, tới chỗ địa điểm mình tiêu thụ mình bán thôi. So với cạo truyền thống thì em thấy cái sức lực mình bỏ ra thì cạo chuyển qua cách này thì nó đảm bảo sức khỏe hơn không? Em thích nhất là cái không phải đêm hôm, mình đảm bảo sức khỏe, vì không phải đêm hôm nó đỡ mất sức lắm, đỡ ảnh hưởng cái quá trình của cao su rồi. Rồi cái thời gian sử dụng cái áp khí thì em thấy là cuối năm thì cây nó như thế nào? Cuối năm thì mụ lá đây, cuối năm thì em thấy là thứ nhất lá nó rụng muộn hơn, lượng mụ vẫn đều hơn, nó giữ được đều hơn, nó đảm bảo được lượng mụ, nó cũng giảm như cái sinh lý của cây thôi, nhưng mà về cuối năm thì lượng cây
sức khỏe của cây thì em thấy nó còn phát triển còn tốt hơn cả là cạo truyền thống nhiều. Vậy thì cái rụng lá trễ hơn cạo truyền thống khoảng bao nhiêu ngày? Khoảng tầm 20 ngày. À, còn khi mà đầu mùa khi sử dụng cái này đó thì nó sẽ lợi hơn truyền thống ở điểm nào? Đầu mùa là lúc đầu mình lấy mụ là mình trong vòng cái đường đầu tiên là mình có đã bắt đầu mình có thu hoạch rồi, là mình lấy mụ đường đầu tiên là mình đã có thu ngay. Còn cạo truyền thống thì mình mất phải nửa tháng sau bắt đầu mình mới lấy mụ bình thường được, nó lợi thế hơn được nửa tháng. Là tính ra vừa cả cuối năm kéo dài thời gian khai thác và đầu năm tăng cái thời gian rút gọn cái thời gian khai thác thì tầm khoảng bao nhiêu ngày? Còn một tháng này. Một tháng rồi đó. Thì một tháng đó là ví dụ em sử dụng cái thiết bị như thế này á, về cái tiền thiết bị và cái tiền khí á, thì khoảng bao lâu thì em lấy lại vốn? Một tháng anh, đúng một tháng đấy, nếu tính là đầu với cuối là cái bỏ cái công đầu với cuối là mình bằng tiền thiết bị nó là thoải mái dư luôn đấy. Khoảng tầm 20 ngày là mình không tính công, còn tính cả công mình một tháng là thoải mái luôn, là mình làm coi như bỏ một tháng đó là mình định lấy lại tiền công cá với là vật tư của mình luôn. Vậy tính ra là mình sẽ dôi dùng cái này sẽ dôi ra được một tháng, và một tháng đó là đủ để cho mình lấy trang được bị, cái tiền trang bị tiền vật tư. Cái này xài từ tầm 3 đến 5 năm thì mình bỏ một tháng mình làm được 3 đến 5 năm thì quá lời. Nó quá đó, nó không có, mình chỉ bổ sung thêm thôi chứ không phải đó, nhưng nó lợi nhiều. Mà cái này thực sự anh thấy là đối với vườn bắt đầu họ startup á, thì họ có thể là dùng cái này để tăng thời gian khai thác lên nhiều. Đó, cái này tiết kiệm lắm, cái này tiết kiệm giam lắm, biết mà được quy hoạch được bảng cạo mà dùng cái này ấy, thì cái mặt cạo úp phải tăng. Bình thường cạo úp người ta cạo khoảng tầm 8 năm, nhưng mình cạo úp đây khoảng tầm mười mấy năm là bình thường. 8 năm cạo úp là cạo hết cỡ, còn mình cạo bình thường thì thoải mái, mình có thể lấy thoải mái luôn. Tầm không phải vượt cá mà vượt nối dây để nối cây để cạo lên đục lên, thì cái lượng giam của nó sao giam nó ít lắm. Chăm sóc làm sao cho lượng mũ nó đảm bảo kiến nó sinh ra mũ liên tục, đảm bảo ok. Còn ngày mưa chẳng hạn như là không cạo truyền thống thì ngày mưa em sẽ nghĩ bỏ bao nhiêu dăm trong vòng một năm? Cái mưa vẫn cạo ấy, mưa trang bị là cạo hết. Trang bị cạo hết. Đã trang bị mà đủ bộ của nó thì mưa cũng cạo, trừ khi là mưa liên tục cả tháng thì mình lúc nào mưa quá thì mình mới nghỉ một hai ngày, còn nó vẫn cứ cạo bình thường. Cả cái đà khai thác vô là dùng phương pháp này là từ đầu năm đến cuối năm là đều lấy đến mụ được. Mưa thì nếu mình ngại mình để lại đến đông, còn không thì chúng tôi vẫn khá là. Còn anh hỏi là ví dụ cạo truyền thống mình mưa mình có bị giảm ngày nhiều không? Mưa giảm nhiều lắm, mưa liên tục cạo không được. Mưa nó cạo không được, mưa nó ẩm mặt cạo vô là khô miệng cạo ngay. Nó dở cho nó, mưa mà cạo truyền thống mưa liên tục không cạo được. Còn đối với phương pháp này, ngày mưa đợt vừa năm vừa rồi em có lấy mũ không? Vẫn bình thường. Và cái phần liền của cái lỗ mà khi mà lấy mũ thì em cảm thấy sao? Nhanh liền không? Nhanh liền, với cái khu vực lấy mụ quen đó thì mình chỉ việc cạo xong mình mưa chịu khó mình đi bôi mỡ vô thì nó liền cực kỳ nhanh, nó không có mưa không ảnh hưởng vô khu vực đó mình, nó khu vực tiết diện mình lấy mụ nó nhỏ, mình cần dùng mỡ mình bôi vào là nó không có mức mưa không vào, ẩm nó không vào nữa, còn cái trang bị là đảm bảo không phải ảnh hưởng. Qua năm sau thì em nghĩ khu vực xung quanh mình áp dụng nhiều không? Dạ, qua mỗi năm thì em làm việc hết rồi, mình thấy mô hình này nó đạt hiệu quả thì qua năm thì cùng các hộ gia đình ở đây thì người ta cũng đã đặt vấn đề để hướng dẫn để cho người ta làm hết là khu vực đây, và cố gắng mở rộng thêm nữa để từ từ thời gian được qua năm thì xong hết khu vực đây thì mở rộng hết qua khu vực lân cận, người ta dùng phương pháp để đạt hiệu quả kinh tế. Rồi, cảm ơn em cái gì cái bài phỏng vấn hôm nay. Rồi, xin chào em. Em có số điện thoại hay gì không, khi mà chẳng hạn như ai họ xem họ ở khu vực này họ muốn liên lạc để họ hỏi thăm hoặc họ tham quan á, thì em đọc số điện thoại luôn để cho mọi người dễ liên lạc. Nếu mà ai cần liên lạc ở khu vực ở Gia Lai thì cứ điện thoại cho em tên Thắng, số điện thoại là 098 505 8281. Em đọc lại nhé, 098 505 8281. Cái đuôi của em là đuôi con tum Gia Lai, quý vị nhớ. Còn cái xã mình em... Xã em thuộc chợ Gia Ninh, thuộc xã Gia Ninh, chợ mới xã Gia Ninh. Dạ, em có cơ sở em, vật tư em ở đó, để đại lý phân phối em tại vị trí đó. Ai có thiếu vật tư gì của cô số bên phòng vật khí thì em cung cấp hết. Cảm ơn em.